Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình hai cái mặt hoa dendrochop, đó là chop Susan và chop AB. Đây là một cái mặt hoa rất đẹp nha các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Đầu tiên đây thì em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình là cái mặt hoa chóp Susan. Chóp cánh, chóp lưỡi luôn nha các cô chú anh chị. Chóp Susan. Đầu tiên là mã số 1, 1800K. Cho cái chậu chóp Susan. Chậu chóp Susan này có tổng cộng là 5 thân nha các cô chú anh chị. Hai hướng. 5 thân hai hướng. Đây. Nè, hai cái cộng mé bên đây nó, hai cộng bên đây là một hướng. Đó, ba cộng còn lại là một hướng. Rất đẹp nha các cô chú anh chị. Cái mầm gốc đang lên rất là đẹp. 1800K cho chậu chóp Susan này nha các cô chú anh chị. Chớp Susan, một cái mặt hoa rất đẹp. 1800K cho mã số 1, rực phê. Dạ, tiếp tục là mã số 2 nha các cô chú anh chị. Mã số 2 cho chớp Susan, 1600K chớp Susan, 3 thân, 2 thân thôi. Hai thân, một bà ngoại, một mẹ, một con, một cháu. Cái mầm gốc này rất đẹp nha các cô chú anh chị, mập ú u luôn. Cộng này mà nuôi ngon lành cành đào là bảo đảm phải cao phải từ là 40 cm, rất lực nha các cô chú anh chị. Và một cái mầm gốc ở đây là chuẩn bị lên nữa nè. Đây nè, chuẩn bị lên, mắt sáng mắt này, chuẩn bị lên. Cây này đã từng có hoa, lúc trước em đã có giới thiệu với các cô chú anh chị rồi, có hoa tại vườn Quang Minh luôn. Chớp Susan mã số 2, 1600K. Và tiếp tục là mã số 3 nha các cô chú anh chị, mã số 3 cũng là 1600K. Chậu này 3 thân, cái này mầm con này cũng rất là ok, rất đẹp. Mầm gốc còn lại chuẩn bị lên luôn nè. Đây nè, các cô chú anh chị mình nhìn kỹ là mình sẽ thấy. Đây. Đó, mầm gốc này chuẩn bị lên luôn. Chớp Susan. Đó, mã số 3, 1600K luôn các cô chú anh chị. Rất đẹp. Tiếp tục là mã số 4 các cô chú anh chị. Mã số 4, 1000K. Đó, theo đơn vị nhỏ dần. 1000K. Hai thân, 1000K hai thân. Đó, một mẹ một con, một mẹ một con, 1000K cho cái chậu chóp Susan này. Đó, cây đẹp nha các cô chú anh chị, chóp Susan. Rồi tiếp tục ở cái clip bán hàng ngày hôm nay thì giới thiệu với các cô chú anh chị mình qua một cái mặt bông khác, đó là chóp AB. Chớp AB, đây là mã số 5, 1200K. Chớp AB, đây, cây đang hoa luôn nha các cô chú anh chị. Hoa đẹp lắm. Hoa đẹp lắm nha các cô chú anh chị. Chớp AB, mã số 5, 1200K. Rất là phê. Đây, chiều dài thân này khoảng 20 cm nha các cô chú anh chị. Một mầm gốc đã lên, test luôn. Bên đây còn một mầm gốc nữa nè, chưa lên thôi, và sẽ lên. Cái thân này nó dài khoảng 20 cm.
Hàng 20 sen. Và tiếp tục. Tiếp tục đây là một chậu chớp AB tiếp. Đó là mã số 6. Cũng là 1200k. Đang còn 2 nụ. Đang còn 2 nụ nha các cô chú anh chị. Còn 2 nụ. Để coi mầm gốc này, cây này thì chưa lên mầm gốc. Cây này chưa lên mầm gốc và sẽ lên trong 1-2 tuần tới. Mã số 6 chớp AB 1200k. Mã số 7. Mã số 7 là mã số tiếp theo, cũng là 1200k. Đấy. Một mẹ một con. Mầm gốc thứ hai đang nhú. Đó, đang sưng chuẩn bị đưa, chuẩn bị lên. Đó. Cỏ này không có thời gian nhổ luôn. Chậu này thì ấm chậu rồi nha các cô chú anh chị, rễ là vô tư rồi. Rễ vô tư. Chớp AB. Chớp AB mã số 7 cũng là 1200k. Tiếp tục là mã số 8 các cô chú anh chị. Mã số 8 cũng 1200k. Đó, một mẹ một con. Một mẹ một con. Một mẹ một con. Bên đây là dính một nhát cắt rồi. Nên là cây này nó chỉ còn có một mầm gốc thôi. Đó, mầm gốc lên một mầm gốc nhưng mà lên rất là khỏe. Đó, cái mầm lên rất là ok cho các cô chú anh chị. Chớp AB mã số 8. 1200k. Và mã số cuối cùng là mã số 9. Mã số 9 cũng là 1200k. Chớp AB đang có 2 giòi bông, mỗi giòi bông còn nụ. Cây này mầm gốc thì mầm gốc đang mới có u ra các cô chú anh chị. Cái này chắc khoảng cả 2 tuần nữa nó mới có lên được. 2 tuần nữa mới có lên. Thì vừa rồi em đã giới thiệu với các cô chú anh chị mình là hai cái mặt hoa, đó là chớp Susan và chớp AB. Thì xin nhắc lại là số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.